Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sự tích xuất gia của Hòa Thượng Hư Vân. Ngài Hư Vân quê ở Đắc Tương, tỉnh Hồ Nam thuộc họ Tiêu. Thân phụ là Ngọc Đường, từng làm tri phủ ở Tuyền Châu, tỉnh Phú Kiến. Làm quan Thanh Liêm được dân ái mộ. Năm 40 tuổi vì chưa có con, nên một hôm ông cùng phu nhân đến chùa Quan Âm để xin cầu tự. Bởi có lòng thành nên được cảm ứng, do đó khi trở về phủ, chẳng bao lâu sau, phu nhân có tin mang thai. Trải qua 10 tháng tới kỳ sanh nở, một hôm ông và phu nhân đều nằm mộng thấy có một ông lão râu dài mặc áo xanh, trên đầu mang hình tượng Quan Âm cởi hổ đi tới. Khi tỉnh giấc, bào thai lọt lòng là một bọc thịt. Ghi chú phải là Bồ Tát Đề Bát Địa mới có được cảnh giới này. Phu nhân thấy sự việc kỳ lạ, sợ quá mà chết đi. Ngày hôm sau, một ông già bán thuốc rồng đi ngang qua, lấy dao mở bọc thịt ra thì thấy trong bọc là một đứa bé trai. Hài nhi được bà kế mẫu nuôi dưỡng. Vốn có sẵn thiền căn, nên đối với sách vở của Nho giáo, Ngài Hư Vân đọc mà không thấy hứng thú chi, đối với công danh thì càng lạnh nhạt. Chỉ có kinh điển Phật giáo là hết lòng ham thích, cho nên ngay từ thuở thơ ấu, Ngài đã ấp ủ ý tưởng xuất gia tu đạo. Có một lần, trốn tới chùa Cổ Sơn ở Phúc Châu, Ngài toan xuất gia, nhưng bị gia đình lôi kéo, trở về nhà. Thân phụ bắt Ngài trở về quê ở Hồ Nam, giao cho người chú thứ hai trong nơm, cúng ý để tẩy sạch hết mọi ý niệm xuất gia của Ngài. Ngài vốn là đứa con duy nhất, người chú thứ ba thì lại chết đi, không có con nối dõi. Do đó, Ngài trở thành vị kế thừa của hai chi trong gia tộc. Theo phong tục hồi đó, Ngài có thể cưới hai vợ, một người là dâu của cha ruột, một người thay cho dâu của chú. Như vậy, cả hai chi còn giữ được hương hỏa về sau. Hương hỏa là lo việc thờ phụng lễ bái tổ tiên. Đây là trường hợp nhất cử lượng đắc, nghĩa là một lần mà cưới được cả hai cô vợ. Người đời thèm muốn mà không có được, tuy nhiên đối với Ngài là cả một sự phiền hà. Để làm nhiệm vụ tiếp nối hương hỏa trong gia tộc, đến năm 18 tuổi, Ngài cùng hai cô họ Điềm và họ Đàm làm lễ thành hôn. Nghi thức được cử hành cùng một lượt. Cả hai cô đều thuộc dòng dõi Khuê Cát, nên rất tinh thông về đạo lý. Trong đêm tân hôn, Ngài Hư Vân đã cùng với hai cô lập một lời cam kết long trọng rằng, mặc dầu trên danh nghĩa tuy là vợ chồng, nhưng trong thực tế, cả ba tuy cùng ở chung nhưng không chia sẻ tình chăn gối, trinh tiết vẫn giữ trọn vẹn. Năm sau, với sự ưng thuận của hai cô, Ngài Hư Vân quyết tâm xuất gia tu đạo, ghi chú sau này hai cô cũng đều xuất gia. Ngài bí mật giả từ đời sống gia đình êm ấm, đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn thuộc Phúc Châu, lấy trưởng lão Diệu Liên làm thầy, nhận pháp danh là Diễn Triệt, hiệu là Đức Thanh. Vì lo sợ bị người trong gia đình tìm đến, nên Ngài đi vào nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh để tu khổ hạnh. Đói thì ăn quả tùng lá cây, khát thì uống nước suối. Tu hạnh đầu đà như vậy quả thực vượt hẳn khả năng chịu đựng của người bình thường. Nhưng Ngài thì mặc những gì không ai mặc được, ăn những gì không ai ăn được, nhẫn nhịn những gì không ai nhẫn được, chịu đựng những gì không ai chịu được. Gặp vô số thử thách khó khăn, Ngài Hư Vân đã vượt qua từng cuộc khảo nghiệm với một thái độ tự tại và nhẫn chịu. Ngài đã hoan hỷ tiếp nhận hết thảy mọi sự thống khổ. 3 năm sau, để tìm cơ hội thân cận với các thiền tri thức, và đồng thời để có thể học hỏi thêm về Phật Pháp, Ngài đi khắp nơi thăm vấn, vượt núi băng rừng nếm đủ mùi vị gian nan. Nơi nào có cao tăng đại đức, thì dù nơi đó cách xa xôi, ngăn sông cách núi đến đâu đi nữa, Ngài cũng phải tìm đến để học đạo. Trên đường thăm vấn học hỏi, Ngài đã gặp nhiều sự trắc trở, nhưng với đức tính kiên nhẫn sẵn có và được trang bị với một ý chí sắt đá, Ngài đã quên mình đi để cầu pháp, không hề thối chí và luôn giữ vững ý hướng ban đầu. Lúc nào Ngài cũng hăm hở tiến tới, tinh tấn học tập. Tinh thần của Ngài như vậy quả thật rất đáng bội phục, và còn là một tấm gương sáng để mọi người noi theo. Sau này Ngài đã phát nguyện làm một cuộc hành hương tam bộ nhất bái để báo đáp công ơn sinh thành của mẹ hiền. Khởi hành từ phổ Đà Sơn, Ngài bước đi 3 bước lại xuống 1 lạy trên suốt tuyến đường đến ngũ Đại Sơn,
sau 3 năm trời lễ lạy ròng rã, Ngài hoàn thành được chí nguyện của mình và công đức của chuyến hành hương Tam Bồ Nhất Bái được thành tựu viên mãn. Sau đây là một sự tích các tính cách cảm ứng đạo giao mà Ngài Hư Vân đã chứng nghiệm được qua cuộc hành hương nói trên. Khi Ngài đi và lạy tới bờ sông Hoàng Hà, thì gặp phải một trận bão tuyết lớn, suốt trong 3 ngày 3 đêm trời đổ tuyết không ngớt. Ngài tạm trú trong một căn liều cỏ, bị đói và nhiễm lạnh, cuối cùng Ngài bị mất hết cảm giác và lâm vào một trạng thái mê man hoàn toàn không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Ngài phát hiện ra trong liều có một người ăn mày đường nấu cháo cho Ngài. Ăn cháo xong, thì sức khỏe được phục hồi, Ngài tiếp tục cuộc hành trình lễ lạy hướng về Ngũ Đại Sơn. Lúc tới Ngũ Đại Sơn, Ngài mới khám phá ra người hành khất đó chính là hóa thân của Đức Văn Thù Sơ Lợi Bồ Tát. Trong lúc Hòa Thượng Hư Vân ẩn tu tại Củ Hoa Sơn, Ngài được tin rằng chùa Ca Mân tại Dương Châu có tổ chức một khóa 8 tuần thiền. Ngài quyết định tới đó tham gia. Từ Củ Hoa Sơn đổ xuống, Ngài đi dọc theo ven sông, và lúc mùa mưa lớn, nước sông tràn lên bờ xóa mất lối đi, rủi sảy chân, Ngài rớt xuống sông rồi bị nước cuốn đi, nổi lên bền trôi theo dòng nước lũ trong 24 tiếng đồng hồ. Khi dòng nước cuốn Ngài tới gần đập đá Thái Thạch, thì Ngài bị mắc vào lưới cá nên được người ngư dân vớt lên. Lúc ấy, Ngài chỉ còn thoi thóp thở, dân chài lập tức báo tin cho chùa Bà Tích ở gần đấy. Các thầy đưa Ngài về chùa cấp cứu, Ngài được cứu sống lại nhưng 7 lỗ trên thân thể Ngài đều rỉ máu, tức là thất khiếu lưu huyết. Bệnh tình rất là nguy kịch. Sau khi nghỉ ngơi được vài ngày, chẳng kể về tới màn trống, vì pháp quên mình, Ngài lại tiếp tục đi tới chùa Ca Mân để tham dự thiền thất. Quy củ chùa Ca Mân rất là nghiêm ngặt, và sự thi hành quy lệ cũng rất là nghiêm chỉnh, ai phạm vào địa lệ sẽ bị trừng phạt không chút nể nang. Thầy trụ trì chùa Ca Mân, thiền sư Nguyệt Lãng, yêu cầu Ngài Hư Vân đứng ra nắm thế chức vụ của mình, nhưng Ngài Hư Vân từ chối không nhận, như vậy là phạm vào quy lệ của chùa, nên Ngài bị khép tội rồi bị đánh bằng hương bản. Hương bản là cái gậy kỷ luật. Ngài nhận sự trừng phạt nhưng không có một lời phàn nàn. Sau khi bị đánh, cơn bệnh càng thêm trầm trọng, Ngài bị xuất huyết liên miên, bệnh tình trở nên nguy khốn đến tánh mạng. Có người nghĩ rằng Hòa Thượng Hư Vân chân thành và siêng năng dụng công tu đạo như vậy, tại sao chư thần hộ pháp không che chở mà để Ngài bị rớt xuống nước như vậy? Kỳ thực, chư thần đã từng hộ trì cho Ngài, nếu không làm sao Ngài được vớt lên từ trong lưới của người đánh cá. Đủ hiểu, trong chốn vô hình luôn luôn có chư thần gia hộ cho Ngài. Biến cố này là một sự khảo nghiệm để biết được cảm tưởng của Ngài và xem Ngài giải quyết vấn đề sanh tử của 4 thân mình ra sao. Qua những lần Ngài gặp tai nạn như vậy, Ngài có chùn bước trên đường tu đạo hay chăng? Hoặc giả, có khi nào Ngài nghĩ rằng, ta đã từng tu bao nhiêu năm nay, nào là tụng kinh, bãi sám, đốt ngón tay, ẩn tu, thực hành đủ thứ khổ hạnh, nghiêm chỉnh và dồn hết tâm lực vào việc tu đạo, cho sao ta chẳng thấy có một cảm ứng nào đền đáp lại. Thôi, ta không tu nữa, ta nên hoàn tục và theo đuổi đời sống ngũ dục vậy. Nếu quả có ý nghĩ đó thì Ngài đâu có thể trở thành một vị tổ sư của cả 5 tông phái. 5 tông phái chính là Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Văn Môn và Pháp Nhãn. Chùa Ca Mân vốn là nơi mà quy củ được tôn trọng triệt để, không ai được phép trò chuyện với nhau, thậm chí các thiền sinh cùng ở chung mà không biết tên nhau. Hòa Thượng Hư Vân theo đúng kỷ luật, tuy bệnh tình trầm trọng nhưng Ngài vẫn không hề nói ra, cũng không ai biết được Ngài vừa được vớt ở sông lên. Ngài chỉ biết dốc một lòng một dạ vào việc dụng công tu thiền. 20 ngày sau thì bệnh tình của Ngài thuyên giảm, ấy cũng là do sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát vậy. Một hôm, thầy trụ trì chùa Bảo Tích ở Thái Thạch là Pháp Sư Đức Ngạn đến thăm chùa Ca Mân. Khi nhắc thấy Hòa Thượng Hư Vân ngồi ngay ngắn trên thiền sàng, dung quang tươi nhuận và sáng rủa, Pháp Sư hết sức kinh ngạc mới kể lại cho mọi người nghe sự tích của Ngài bị rớt xuống sông và được cứu vớt ra sao. Các thiền sinh ai nấy đều lấy làm kinh dị, và để giúp cho Ngài được thành tựu trong việc dụng công tu đạo, họ miễn cho Ngài khỏi phải luân phiên chấp hành một công tác chi nữa trong thiền đường. Từ đó, Ngài được chuyên tâm tham thiền cho đến khi đạt tới cảnh giới nhất niệm bất sinh. Vào đêm thứ 3 của tuần thiền thứ 8, đến giờ xả thiền, người thường trực mang nước nóng đi phân phát cho mọi người. Khi rót nước vào tách trà cho Ngài, y lơ đỉnh làm đổ nước sôi vào tay Ngài.
ly trà rớt xuống đất vỡ tan. Ngài Hư Văn chợt khai ngộ khi nghe tiếng ly vỡ đánh soạn. Thì chú, thiền sư Từ Bá cũng được khai ngộ khi nghe tiếng bát bể nát. Ngài Hư Văn liền đọc kệ như sau: Bôi tự phát lạc địa, hưởng thanh minh lịch lịch, hư không phấn toái giả, cuồng tâm đương hạ tức. Nghĩa là, ly trà rớt xuống, tiếng bể vang lên, hư không tan vụn, cuồng tâm liền hết. Ngài lại nói thêm bài kệ: Đáng tước thủ đã toái bôi, gia phá nhân vong ngữ an khai, xuân đáo hoa hương xứ xứ tú, sơn hà đại địa thị Như Lai. Nghĩa là nước bắn tây bọng kẻn bể nát, nhà ta người mất nói không ra, xuân đến nơi nơi ngát hoa thơm, sông núi đất đai đều Như Lai. Khai ngộ rồi, ngài rời chùa Cao Mân vân du bốn phương, càng thêm tinh tấn trong việc tu học và tham vấn các thiền tri thức. Sau ngày đến Vân Nam, rồi ở đấy xây dựng lại các tu viện trên núi Kê Túc. Vì tài chánh bị thiếu hụt, ngài phải lên đường đi Nam Dương để quyên góp tịnh tài. Trên chiếc thuyền đi Singapore, ngài bị nhiễm bệnh. Khi lên bờ, ngài không có hộ chiếu nên hải quân Anh tình nghi ngài mang bệnh truyền nhiễm. Họ liền cô lập ngài tại khu bệnh truyền nhiễm, và hầu như ngài bị bỏ mặc trong đó chờ chết. Về sau, người ta đưa ngài về chùa Cực Lạc, ngài bế quan tịnh tu, chỉ ít lâu sau thì bình phục trở lại. Tiếp tục lên đường đi Thái Lan để lạc quyên, ngài tá túc tại một tu viện, và ở đó ngài nhập định trong suốt 9 ngày, trong bề ngoài như người đã chết, mà thực ra thì còn sống. Tất cả Phật tử ở thủ đô Bangkok đều bị kinh động, rồi trên từ quốc vương, các quan lớn nhỏ xuống đến dân chúng, mọi người đồng kẻ đến xin quy y với ngài. Các thứ tịnh tài của tín đồ cúng dường đều được gom lại gửi về Vân Nam để lo việc trùng tu các tu viện. Vào mùa xuân năm 1947, chùa Nam Hoa tổ chức đại giới đàn, và đây là lần đầu tiên tôi gặp được Hòa thượng Hư Văn. Đến nay tôi vẫn còn nhớ, sau lễ truyền giới, Hòa thượng bị viêm cổ họng, mất tiếng nói, thành thử không tiện cho tôi được tham vấn với ngài. Cũng nhờ sự trị liệu của bác sĩ nên dần dà ngài bình phục trở lại. Những gian nan và khổ nạn mà Hòa thượng Hư Văn đã cam chịu trong suốt cuộc đời của ngài thì quá thật không thể dùng lời nói mà diễn tả hết được. Tôi nghĩ rằng khó mà tìm ra được một người có thể chịu đựng được những cảnh ngộ gian khổ như Hòa thượng đã từng trải qua. Hành trạng của ngài trong suốt thế kỷ của thời gian sống, độ cho mình lẫn người, lợi mình lợi người cùng những sở tích thần thông biến hóa, những phép màu huyền diệu không thể kể hết ra ở đây. Này, tôi chỉ thuật lại sơ lược về cuộc đời của ngài, mong rằng quý vị theo đó mà học tập cho được đức tính kiên trì, nhẫn nại, không biết mỏi mệt của ngài. Ngày nay, người xuất gia chỉ ngồi tham thiền trong vài ngày mà cũng chờ được sự cảm ứng, mong ước sự khai ngộ, đắc đại trí huệ. Tham lam như vậy thật là quá đáng. Hòa thượng Hư Văn một đời xả thân tu đạo, chẳng kể tới sinh mạng, nên mới có ngày nhận chân được bổn lai dưỡng mục của mình. Còn chúng ta đã gặp những thứ khổ nạn chi, tạo được công đức gì, vậy mà cũng nuôi vọng tưởng khai ngộ, quả thật là quá ô trĩ. Người tu đạo thì tuyệt đối không được thay đổi chí hướng, thâu hồi lời nguyện của mình và thối lui không tu hành. Phải một lòng một dạ tinh tấn bước tới, như câu nói, tại đầu sào trăm thước còn tiến thêm bước nữa. Bất kể sự thành tựu dù có tốt đẹp như thế nào đi nữa, mình chỉ biết phát bồ đề tâm rộng lớn, nỗ lực tu hành. Đừng thèm muốn ngũ nhãn lục thông, khao khát các thứ thần thông diệu dụng, vì rằng các món ấy đều chẳng phải là thành quả rốt ráo của việc tu đạo. Hãy nhớ kỹ, từ sớm đến tối, chớ nghĩ đến việc đắc thần thông hoặc đạt đến sự khai ngộ, vì rằng chính những ý nghĩ như vậy làm chướng ngại người tu. Hòa thượng Tiên Hoa giảng trong khóa thiền tất năm 1981 tại chánh điện Vạn Phật Thanh Thành.